Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đi từ thành phố Chí Minh xuống Hồ Trị An coi thử. Hồi nãy là mình đi ban đêm cũng liều á. Bây giờ là nó khoảng là 6 giờ 10, nghĩa là 6 giờ 10 chiều nha các bạn. Thì cái đường đây là mình sợ nó vắng á. Lát bây giờ thì còn người chứ mà lát nữa khuya là lúc mà đi về á là tối quá là mình sợ không còn xe đi nữa thì cũng hơi sợ. Tại mình chưa đi cũng chưa biết nó đường nó vắng hay sao, nhưng mình nghĩ Đồng Nai mà mấy cái đoạn mà gần hồ thì mình nghĩ nó vắng lắm. Nếu mà mình đi chạy sớm bây giờ mình chạy nhanh tí chứ để tối. Nếu mà được á chạy tới hồ, còn ấy mà không được á tối quá nguy hiểm quá thì mình sẽ tới cái đoạn cua kia mình rẽ vào cái đường lộ á, thì mình nghĩ có nhà nhiều hơn, nó đi về nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ còn có đường đây là mình đi dạp xong á nó ít xe đi đó. Hồi nãy là có nghĩa là đi từ Sài Gòn đi qua Hồ Trị An, nó có hai con đường nha. Một con đường là đi cái đường giống như đường chính đó, còn con đường kia là đi dọc sông, là đường A nè, đường nào đi dọc sông nè, đường dọc sông này xa hơn tí. Nhưng mà vậy nó mát, nhưng mà cuối cùng đi thì cái đường này nó dọc sông, nhưng mà không phải là người ta sai sát hồ nên mình cũng không có quan sát được cái sông dọc sông như thế nào. Ban đầu mình định đi đường này xong rồi cái quẹo lại đi đường quốc lộ kia, nhưng mà nó lẽ là tới cái đoạn rẽ mà đi về á, chắc mình đi về chứ bây giờ trời tối quá mình đi sợ là cái chuyện gì nó cũng không hay. Hồi nãy đó là mình đi qua là có đi qua một cái dạng như cái rừng đó, núi nhỏ rừng cái đồi á, nhà cũng vắng lắm nên cũng sợ. Đi qua đây mấy con trùng á nó bay nhiều lắm. Các bạn đây có một con tay thì còn tốt nha, không thì phải có cái kiến để che đeo vào cho nó đỡ bụi, đỡ bay bộ mát nữa. Thật luôn á, đi nó bụi lắm, đúng là Đồng Nai đi bụi kinh khủng luôn nha. Đây đi dạo cũng có cái cây xăng nha các bạn, xăng này nãy giờ mình thấy nhiều á, các bạn yên tâm đi. Mình chỉ sợ đêm rồi đi rồi không có người rồi cướp giật thôi. Thôi đừng lên, nó nhỏ mình xe lớn đi nhiều ghê các bạn ơi. Mình nghĩ xe này đi xe lớn chứ ai ngờ đóng luôn. Mấy con trùng nữa nhiều lắm. Thôi bây giờ mình chạy nhanh tí nha, nếu chạy rộng quá không ổn đâu. Giờ trời nó tối quá luôn á, mấy con rưỡi nè. Ở đây thì đúng chắc quê luôn á. Cảnh giống như quê mình á. Thiệt sự bây giờ mình rất sợ luôn các bạn ơi. Đường toàn ngày toàn ván mà bên hai bên sông là hai bên đường là sông á, sông Đồng Nai á. Mình chỉ sợ là gặp cướp nó đánh giết mình quá. Giờ mình phải chạy nhanh tí trong cho nó tới cổ đoạn để về cho nó có nhà dân tí cho mình đỡ sợ. Cái đi ngày ghê quá. Nói là mình quanh lại đó. Mà bây giờ cũng gần tới cái đường rẽ của mình chưa quanh lại rồi. Thực sự nó không văn luôn á. Mỗi lần mà có xe máy ngon qua là mình nó bớt lo hơn tí. Tại cũng có người qua lại các bạn. Chỗ nào là không có dân nữa luôn á, ít người lắm. Nên giờ mình chỉ chạy cho mình nhanh. Đồng Nai, Hồ Trị An, lúc thì sông, lúc thì núi các bạn ơi. Đèn thì nhấp nháy đấy. Các bạn ơi, Thì bây giờ mình đang nói chung là hết cái đường dọc sông rồi. Bây giờ là mình nói rẽ vào cái sông thì vẫn là cái sông nha, nhưng mà bây giờ mình rẽ qua phải, nó cua vô đất liền, nó cua vô bên trong cái đường lộ một tí thì mình thấy đỡ sợ hơn á. Mình nghĩ cái cung vô trong thì nhà dân cũng nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ cái cũng có những đoạn đường cống, tại vì nó dài á, mình nghĩ có những đoạn đường không có nhà không, mình cũng còn nhưng mà nói chung là đỡ sợ hơn. Nãy mình chạy qua đường dòng sông cái kia đó không có nhà rồi, cái như gần sông mà ít nhà lắm, có những rất ít đèn chập chờn, mà như gần sông có cái con trùng gì á, nó bao nó bay tùm lum á, tưởng tượng nó như cuộc kia á. Ở đây mình quay lại mình cũng không biết là mình đi có gặp nguy hiểm chứ không, nhưng mà hiện tại là mình nói thì có gì có bất trắc á thì mọi người sẽ tìm mình, rất sợ như vậy. Vẫn có nhà, mình đi mình phải để ý nhà các bạn. Nếu ví dụ có bất thường đó, mình có thể mình chạy qua nhà luôn, mình cầu cứu người dân. Đó, bây giờ là lên dốc nè các bạn ơi. Đó, ở bên kia này nói chung qua được cái đèo núi đây rồi á. Chắc cái này là mình phải để nguyên quá tay quay luôn các bạn. Ví dụ như lỡ có chuyện gì á, quay lại. Để bây giờ mình đang đánh sợ luôn. Hay có tay là mình sợ rồi. Mình phải chạy đồ này nhanh hơn tí. Các bạn đi cái đường vắng á, các bạn nhớ đánh bật đèn pha nha, để mình quan sát nó dễ hơn. Mình đem tới 3 viên rồi, mấy viên nào còn 2 viên nữa, cho nên là mình nghĩ nó đủ hơn, cứ để cho nó an toàn. Bên tay có nhà này mình cũng đỡ sợ này. Nói chung là qua đoạn này là nó có tới đường rẽ về rồi. Đẹp, ví dụ như bây giờ gặp cướp thì sao ta? Thứ nhất là mình phải quan sát cho nó kỹ. Nếu mà thấy một cái là quan lại rồi kiếm nhà dân chạy vô, nếu mà có nhà dân là chặt vô liền luôn. Còn nếu mà bị chặn rất thì là nếu mà vượt được rất thì vượt, sao là chạy đi nhà dân. Nói chung giờ chỉ có nhà dân thôi, mình cũng chẳng cái đèn cái gì nếu mà còn bị ấy, chỉ có mũ bảo hiểm thôi. Thật sự là đi giờ này mình không quan sát gì các bạn. Lo chạy chú ý đường chạy, nhìn không nhìn hai bên được, nhà dân mình không nhìn kỹ được, cảnh vật hơn nữa. Bây giờ cầu suối sỏi hả? Cầu Suối Sỏi nha các bạn. Mình có đi ngon qua cầu Suối Sỏi ở Đồng Nai. Đây là những cái phản quang các bạn, sơn phản quang này, bây giờ đèn chiếu vô nó phát sáng để mà tối người ta nhìn nó biết cái đoạn đường nó đang chạy cao quá. Nếu mình coi món đồ thì nó gần tới cái đoạn quanh đường rồi chưa. Thêm một đoạn bấy nhiêu nữa, bấy nhiêu từ cái lúc mà mình rẽ đi qua khỏi cái đoạn mà dọc sông á, mình đón với cũng hành cày nữa. Đây mình chạy là nếu mà xe lớn nó chạy cũng nhanh á, mình vượt mình để cho xe lớn vượt luôn các bạn, đi cho nó không còn. Nó giờ là ai dám ra hồ rồi. Đây đúng rồi, tại sao mình không bám đuôi xe tải ta? Để người có chuyện gì đó, mình đỡ lo hơn. Đúng rồi, phải tìm có kia ấy. Nhưng mà cái xe tải nó chạy nhanh quá, mình chạy đâu lại đâu. Ôi ráng bám đuôi các bạn ơi. Rồi, nói chung là tới đây là gần, rồi tới đoạn quay lại này các bạn. Giờ nó có 3 đường, cái này nó 4 nè, tới đó là mình nói luôn. Không biết là mình có nên chạy qua hồ không? Giờ này chạy nguy hiểm quá. Bên kia chắc rừng không với gì. Đó bạn thấy không? Đây, có 2 cái đường này, rẽ trái là cái đường đi ra hồ, đi qua cái cầu lớn, đi qua cái đảo, xong rẽ trái thì qua hồ. Đi qua hồ xa lắm. rất là xa luôn, chắc chắn là không có nhà, tại vì hai bên mình thấy rừng không à. Có nhà thì cũng ít thôi. Bây giờ nè, các anh chuẩn bị tới cái ngã tư mình sẽ rẽ phải đi về nha. Thực sự là không dám đi nữa đâu. Đấy, rẽ phải luôn, đúng rồi anh ơi. Mình rẽ phải trên giữa sở cái. Wow. Cái đường này là mình nghĩ nhà dân nhiều các bạn. Thôi chắc về đi các bạn ơi, tê quá. Để bữa sau chạy qua hồ. Thì bây giờ tới đoạn đó là gần tới cái đẹp chỗ đẹp luôn á. Đi là chủ yếu gặp những cái cảnh mà sông núi rồi hồ không, cũng vừa đi tối quá. Nhưng mà nguy hiểm. Tới đây là coi như là ít sợ hơn rồi. Đường A đường chính mà. Đường này dài thẳng nó ra quốc lộ nha các bạn. Cái đường này cũng phát triển ra, đường rộng mà nhiều người ở. Nè có cái này là gì ta? Trường trung học phổ thông Trị An. Thôi tới đây thì chạy chậm thôi, đi về thôi. Ủa chỗ này nó phát triển ghê hả? Mình nghĩ nó vắng lắm chứ. Hai người đây là đường chính luôn nè, bưu điện luôn.